Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình quay cái clip này cũng trả lời một cái bạn gọi điện hỏi mình là cái dấu hiệu nhận biết được cái con mẹ mà nó đủ sữa cho con bú với lại con mẹ mà coi như là không đủ sữa cho con. Không phải là nó thiếu sữa nữa mà nó chưa xuống sữa thôi, chứ không phải là nó thiếu sữa nha. Thì cái nó đơn giản lắm, nếu mình nuôi nuôi nhiều á, mà mình nuôi quen rồi á, thì nó dễ nhận biết lắm. Có con á, là vừa sanh ra là vú nó rất là căng sữa, con nó nút một cái là nó no liền luôn, là mọi người quan sát là mọi người thấy được là con nó im re, không bao giờ nó la, và nó cũng có ít khi nào mà nó có thể nói là coi như là con nó giành bú lắm. Ví dụ như nó nhiều sữa, nó bú xong cái là nó no cái nó ngủ. Con trồn nó đơn giản lắm mọi người, tức là nó bú xong rồi nó ngủ ngay. Còn có những con là nó thiếu sữa đó, thì mọi người thấy được rõ liền là nó kêu, con nó kêu, nó cứ kêu, nó đòi bú sữa đó, là nó kêu nha, nó cứ kêu suốt. Đó, nó kêu suốt rồi á, nó giành vú với nhau, tức là vú này không có sữa thì nó bỏ cái vú đó đi, nó đổi cái vú khác, thì trong khi đó cái vú đó thì con kia nó đang bú. Thì á, mọi người thấy được liền là sao, là nó giành giống như cái ổ này sáng nay thì cái ổ này nó mới đẻ được 5 con đây, ổ trong đây thì nó cứ két 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 xuống đó. Thì sáng nay tới giờ thì mình cũng là theo dõi, mình đang theo dõi nó, thì nó cứ kêu vậy đó, phải đẻ 5 con ấy, mà sữa không không ok á, không 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 đủ cho nó bú á, là nó hay giành nhau, là một. Cái thứ hai nữa là nó hay kêu á, nó giành nhau sữa chưa xuống á, nó múc một thời gian rồi mà sữa nó xuống á, là nó xuống rất là nhiều nha. Bắt đầu cái con mẹ bắt đầu có cái hiện tượng ăn đó, mới đẻ nhưng mà chiều cho là ăn liền luôn, tại vì nó thiếu sữa, nó thiếu chất á, là nó ăn liền luôn đó. Thì sữa nó ra nhiều nha, nó ra nhiều, bắt đầu là cái con nó im re, không có giờ nó la, giống như con mẹ này nè. Con mẹ này là nuôi con rất là tốt luôn, con không có la, mà con nào con đó mướt lông mà đẹp luôn á. Đây là 5 con nha, nhưng mà con nào con đó rất là mướt lông là đẹp. Như vậy thì mình cần phải quan sát kỹ cái con chồn của mình đó, nó như thế nào, để mình có thể là đánh giá và can thiệp kịp thời khi chồn thiếu sữa, hoặc là chồn không có đủ sức nuôi con đó. Thì cái đó rất quan trọng, để cho mọi người phát triển đàn được thì cần phải có cái điều đó nha. Đó, cần cái còn cần phải lưu ý. Ví dụ như con mẹ mà lúc đầu á, nó ăn mạnh rồi á, rồi nó sao nó đẻ con ra mướt lông lắm, rồi con nó coi như là không có la hét gì hết á. Đó là biểu hiện con mẹ nuôi con tốt và sữa đầy đủ. Còn nếu như á, mà cứ tối ngày á, nó lúc đầu ra thì nó la thiệt, nhưng mà cái hồi nó ngậm được vú mà sữa xuống rồi là nó im lắm, nó lo nó bú, nó lo nó bú, nó đói nó bú xong rồi nó ngủ đó, bú xong ngủ. Thì cái trường hợp như vậy á, là mình không cần phải can thiệp, và nó rất là khỏe cho mình đó. Còn á, mà nếu như con mẹ mà sữa thứ nhất là chưa xuống, mẹ thứ nhất là chưa xuống, thứ hai là thiếu sữa, thì nó kêu, nó giành nhau nó kêu đó. Cho nên là nhiều lúc á, mình cũng nóng ruột, kêu có như con kêu rất là ghê đó. Nhưng mà mọi người cứ tình bình tĩnh quan sát từ từ. Có năm á, là mình bị nguyên một bầy 5 con, 4 5 con gì đó là không có sữa đó, không có sữa, tức là mình nó bị stress, stress là tắc sữa luôn nha.
không phải là trường hợp là năm nay con mẹ này đẻ giỏi mà xuống sữa đầy đủ sang năm là nó cũng như vậy đâu, không phải đâu. Nó có trường hợp là năm nay đẻ xuống sữa tốt nha, nhưng sang năm tự nhiên tắc sữa đó. Cái việc tắc sữa là nói nhiều nguyên do lắm chứ không phải là một nguyên do. Thì cái quan trọng là mình chăm cho nó ăn đầy đủ chất là một, cái thứ hai nữa không được chết nha, không được chết, để giảm cái mức độ tác động tới cái cơ thể của nó, cái hệ thần kinh của nó đó. Và có một số cái liều thuốc để hỗ trợ cho nó coi như là có được sữa nhiều á. Các bạn cứ ra thú y, nó có những cái loại thuốc nó kích thích cho con chồn ăn nhiều vô, ăn nhiều vô để nó tiết sữa ra nha, tiết sữa ra nhiều đó. Thì mọi người nên bổ sung cái đó để cho nó đủ sữa cho con nó bú đó. Chứ nếu như trong cái trường hợp á, mà nó ăn kém, nó đẻ mà ăn kém là mình thấy buồn rồi đó. Tại vì nó ăn kém vậy thì sữa không có cho con nó đâu. Và nó con nó giành nhau nó la dữ lắm, trong vòng khoảng 2 tới 3 ngày mà thấy không im là con nó la suốt à đó. Cho nên là mọi người phải can thiệp liền, không can thiệp đó, là thế nào cũng có hao hụt và thất thoát đó. Trong chăn nuôi cái chuyện hao hụt thất thoát đó là đương nhiên, nhưng nói về một số trường hợp mà mình rút kinh nghiệm được để mà mình cho nuôi cái con chồn mẹ tốt á, thì mọi người phải chú ý, phải lưu ý và mình rút kinh nghiệm từ từ đó. Thì mình chỉ trao đổi cái trường hợp là như vậy để thấy được là cái con chồn mà có nó đủ sữa là con nó bú là không bao giờ la, và chừng khoảng 3 tới 5 ngày là mình thấy rõ là con nó phát triển rất là mạnh, lông nó thì mượt mà nhìn nó rất là ú đó. Và mẹ con nó là không có la hét cái gì hết á, trong cái chuồng không có nghe chót chát cái gì nhiều hết á. Còn nếu như trong trường hợp mà nó thiếu sữa hoặc là mới đẻ sữa chưa xuống kịp, có con chưa xuống chậm nha, có con xuống chậm thì phải chịu thôi, nó la xuống chậm là nó nút không có là nó la, rồi nó bỏ cái vú đó nó đi giành với lại người ta đó. Thì một số trường hợp mà mình nuôi ở cái thời điểm tới hiện tại này nè, mình trao đổi cái kinh nghiệm với lại mọi người để mọi người có thể là rút kinh nghiệm trong cái việc chăn nuôi con chồn hương của mình cho nó tốt đó. Thì cái việc mà bầy đàn của mình á, nó có cái con nó khỏe mạnh không, mẹ có khỏe mạnh, có sữa nhiều không, là cũng do một phần mình học hỏi nghiên cứu rồi mình chăm cho nó tốt nha mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.